Xin chào các bạn. Hôm nay Lộc sẽ nói phần tiếp theo trong cái series Blockstack mà Lộc đang thực hiện. Cái phần tiếp theo này là cái phần acknowledgement trong cái thesis của anh Muneeb. Thì trong này mình sẽ nhắc đến một vài cái điểm quan trọng. Điểm đầu tiên mà mình nói đến là anh Muneeb, anh ấy rời khỏi Princeton năm 2013 để mà khởi đầu cái công ty tech startup. Thì đối với mình là cái điểm này nó quan trọng, là quan trọng ở chỗ nào? Thường là khi mà mình thấy cái thông tin như vậy thì mình sẽ suy nghĩ là thế Princeton là như thế nào, và mình sẽ đi tìm hiểu là cái thông tin là anh này anh ấy trình độ như thế nào, anh học ở Princeton để anh trình độ như thế nào. Thì như clip trước mình cũng đã nói là anh này là PhD tại Winston trong cái network và system, có nghĩa là anh này có thể nói là rất là giỏi về cái network và system. Sau đó là khi mà mình muốn nói là thế thì có PhD thì biết có bằng PhD rồi, thế cái trường Winston là trường như thế nào, ai biết trường Winston có giống như là ví dụ như một cái trường gì mà mình chả biết tên không. Thì mình sẽ đi tìm hiểu về trường Winston, và trường Winston thì các bạn có thể thấy là trường Princeton vào năm 1938 thì có một người tên là Alan Turing là cũng làm cái PhD thesis. Thì cái PhD đó là nó tạo lên cái bắt đầu tạo nên cái computer science. Chính vì vậy nên là Alan Turing mới được gọi là cái người cha đẻ của computer science. Thì và đây chỉ là một trong những cái dữ liệu thôi, còn có rất là nhiều người học ở trường Princeton mà giỏi. Họ có đóng góp trong mathematics, trong economics và trong rất là nhiều chỗ. Winston theo mình nghĩ là trường này thì chuyên về làm mathematics với lại chuyên về computer science là họ rất là giỏi. Thì bây giờ mình sẽ nói tiếp vào cái phần acknowledgement chứ không muốn lan man ra vấn đề khác. Trong đó thì anh ta cũng có nói sơ qua là anh ta có khả năng là biến cái idea là từ cái theory, không biết là anh ta đã học bao nhiêu cái theory cho đến cái practice, có nghĩa là từ cái lý thuyết và anh ta áp dụng vào thực tế đó. Và sau đó anh ta có nhắc đến là khi mà cái công việc khởi đầu, công việc bắt đầu làm thì anh ta có hợp tác với một người tên là Ryan Shea, co-founder của anh đó, co-founder của Muneeb. Và sau đó là anh ta có nói là anh ta cảm thấy rất là những cái phẫn nộ với cái việc là những cái công ty lớn là monopoly, control monopoly là cái từ keyword ở trong economic, có nghĩa là một cái single firm hay là một cái công ty có thể mà điều khiển được cái thị trường vậy. Thì cái nói chung là cái từ monopoly này là gọi là tôi có quyền lực rất là lớn để điều khiển một cái vấn đề gì đó. Thì ở trong này anh ta nói đến là cái một số cái công ty đó họ có thể điều khiển được trong cái personal data, có nghĩa là dữ liệu cá nhân và những cái vấn đề khác liên quan đến internet user, có nghĩa là bây giờ chẳng hạn như dữ liệu của chúng ta là những công ty giống như Facebook hay Google gì đó, là họ nắm dữ liệu, cái dữ liệu còn nhiều hơn là chúng ta nắm nữa. Bạn không thể nào mà bạn muốn delete cái hình ảnh hay cái gì ở trên Facebook là bạn muốn là bạn làm được, bởi vì cái dữ liệu, cái thông tin nó thuộc về Facebook. Sau đó là từ đó anh ta vì cái căm phẫn đó thì anh ta mới có ý định là bây giờ là cần phải giống như tái xây dựng lại cái internet mà giống như cái internet thời xưa đó, từ cái lúc mà mới bắt đầu ra đó, là cái ý tưởng nó rất là khác. Ý tưởng là muốn là cái internet thời xưa là ý tưởng là decentralized internet, có nghĩa là không có một cái single point nào có thể control nguyên cái the network được. Đấy là cái thời xưa. Sau đó là trong cái tiếp theo là anh ta có nhắc đến một số những cái người khác, giống như là Jude Nelson. Jude Nelson là tham gia vào năm 2015 là lead là gì, gần giống như là leader của cái software development của Blockstack Core. Đây là mình lại thấy cái keyword Blockstack Core thì mình lại đi tìm hiểu. Đây là Blockstack đây. Các bạn có thể thấy trong Blockstack là có tới 57 cái repositories, trong đó có một cái là Blockstack Core nè. Rồi trong này có cái phần mà people ở đây. People thì cái anh nãy là anh Jude Nelson này, hình như anh này cũng là PhD luôn, không nhớ rõ nhưng mà Đấy là theo cái trí nhớ của mình là vậy. Winston luôn thì phải. Rồi là sau đó là anh ta có nhắc đến cái phần tiếp theo là anh Jude này là có cái xứng đáng được nhận cái phần mà nó giống như là cái phần khen thưởng, cái phần mà công lao là thuộc về cái công việc của anh ấy trên cái Vertochan. Vertochan là lúc trước, là cái phần trước, là cái phần này đây là phần đầu tiên đấy. Abstract là có nhắc đến cái Vertochan, cái Vertochan rất là quan trọng. Anh này thì lại có cái phần công lao ở trong cái Vertochan. Rồi ok. Và cái The Atlas Network. Thế là Atlas này chắc phải là một cái gì quan trọng người ta mới nhắc tới rồi. Thế là chúng ta lại có thêm một vài cái keyword rồi, Vertochan với Atlas Network. Sau đó là một vài cái ý khác. Sau đó là anh Munep, anh lại nói tiếp là anh muốn cảm ơn là Guy Lepage, for his contribution and specifically for designing early version of the system architecture diagram. Là cái này là architecture diagram là về cái phần mà hệ thống lên, giống như lên ý tưởng của nguyên cái hệ thống nó như thế nào. Một số cái ý tưởng đó là cái anh Guy Lepage này. Guy Lepage là ở đây chúng ta cũng có cái anh Guy Lepage ở đây trong cái phần Key People đó. Tiếp tới là anh đã muốn cảm ơn đến Larry Salibra. Larry Salibra để xem mới có đây không. Larry Salibra là có đây đây không? Rồi Aaron Blanchett Ten là cũng có ở đó luôn. Rồi Patrick Stanley là cũng có đó luôn. Thế thì là anh ta muốn cảm ơn những cái người ở trong cái phần là Key People chính là nhiều đóng góp, có sự đóng góp, và có cảm ơn đến là 2.500 community member trên cái chat channel rồi vân vân. Sau đó là anh ta có nhắc đến cái cuộc sống cũ ở Princeton và đóng góp của một số người khác. Thì khi mà mình xem đến đây là mình cảm thấy là anh Munep này là không chỉ là một cái người giỏi. Giỏi không thì giỏi thì rất là nhiều người giỏi, nhưng có nhiều người giỏi họ chỉ biết đến bản thân của họ thôi. Nhưng mà ví dụ như mình đọc cái này thì mình thấy anh này, anh ấy có quan tâm đến nhiều người, có nhớ đến nhiều người, cứ không có dành hết công lao cho một mình cái bản thân của anh ấy. Anh ấy có nhớ đến nhiều sự đóng góp của nhiều người. Thế là mình đánh giá là đạo đức của anh này là ok, tốt. Sau đó là mình đọc đến cái phần cuối thì đến cái phần mà mình cho gọi là cảm động mà mình cho là cảm thấy là rất là hay là khi mà mình thấy là cái dòng chữ này là mình cảm thấy đây đúng là một con người rất rất là đạo đức. Bởi vì anh đã ghi là to my parents and wife, có nghĩa là toàn bộ cái công trình này là anh ta chỉ muốn là gửi đến cho cha mẹ của anh ta và cái vợ thôi, người vợ thôi. Thì đây là một cái người mà mình cho là anh Munep này là một người rất là tài giỏi, bởi vì là anh ta có bằng PhD, anh ta sáng lập công ty, anh ta làm rất là nhiều thứ. Nhưng mà thêm nữa là một cái điều mà mình cũng đánh giá rất là cao là anh ta một người đạo đức, một người biết nghĩ đến cộng đồng, làm việc những cái coworker của anh ta, những cái người colleague, những người bạn bè làm việc chung với anh ta, và anh ta nghĩ đến gia đình và vợ, nghĩ đến công lao của bố mẹ anh ta nuôi dưỡng anh ta và vợ anh ta. Thì đấy chính là tất cả những cái ý mà Lộc muốn truyền tải với các bạn ngày hôm nay. Là Lộc muốn nói đến cái phần acknowledgement trong cái thesis của anh Munep. Lộc muốn nói về cuộc đời, những cái sơ lược về anh Munep, ý tưởng con người và cái đạo đức của anh ấy. Trong phần tiếp theo là mình sẽ nói đến cái phần tiếp theo rồi, nói đến phần tiếp theo của cái cuốn thesis này. Chắc là mình sẽ nghiên cứu xem là cái phần nào là mình sẽ chọn ở đây. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau.